Nguyễn Lê Phương Thảo. Hiện tại thì em đã tốt nghiệp trường đại học tài chính marketing. Thì sau khi học xong thì tốt nghiệp được một năm thì em quyết định là đi du học Úc để phát triển cũng như là mở rộng kiến thức về cái chuyên ngành mà em đã được học tại trường. Em bắt đầu tìm hiểu việc đi du học qua các website. Em lên Google, em sợ là du học Úc. Sau khi tìm hiểu thì em biết được trung tâm là Tân Đại Dương có hỗ trợ cho việc là đi du học ở Úc. Gọi điện tới trung tâm thì được chị Huệ tư vấn và hỗ trợ. Thì sau đó thì trong quá trình hỗ trợ thủ tục thì bên mấy chị cũng là nhiệt tình. Thì tới giờ em đã nhận được visa đi du học Úc. Tháng 7 này thì em bắt đầu nhập học. Đầu tiên em học là 5 tháng tiếng Anh. Thì sau đó là vào tháng 2 năm 2016 thì em bắt đầu khóa học thạc sĩ của mình, kéo dài trong vòng khoảng 2 năm. Sau khi được mấy chị tư vấn và hỗ trợ thì em biết, cũng qua tìm hiểu thì em biết được trường La Trobe. Thì trường La Trobe là một trong những top 10 trường đại học tốt nhất ở Úc. Em lựa chọn ngành marketing vì là cái ngành đó là ngành đam mê của em từ lúc mà em còn học đại học. Thì khi mà học đại học em đã học marketing rồi thì em cũng muốn mở rộng và chuyên sâu hơn về cái ngành và cái lĩnh vực này, nên em quyết định là tiếp tục học lên ngành marketing ở Úc. Lý do mà em chọn Úc mà không chọn những nước khác du học, bằng cấp được các tổ chức và quốc tế công nhận cũng như là môi trường và khí hậu ở Úc thì ôn hòa hơn những nước khác. Người dân ở Úc thì thân thiện, thì còn đặc biệt một cái là em biết là nước Úc thì có hẳn một bộ luật dành riêng cho các sinh viên quốc tế, đảm bảo cho sinh viên được học tập cũng như là hòa nhập với môi trường sống một cách tốt hơn. Em là chọn cái ý định du học Úc từ đầu năm 2015. Thì sau khi mà tìm hiểu rồi được tư vấn thì em về em chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến học tập cũng như là công việc hiện tại. Khi mà nộp hồ sơ rồi, bên trung tâm cũng là hướng dẫn cho em là cái cách mà phỏng vấn. Dù thì cứ tập trung vô những gì mà bên công ty hướng dẫn thì sẽ thấy cũng là thuận tiện và dễ dàng nhận được visa. Hy vọng những mấy bạn mà chuẩn bị hồ sơ đi du học thì sẽ tự tin và sẽ có được visa giống như mình.